Xin chào anh chị. Video này tôi sẽ hướng dẫn cho anh chị hai cái cách để anh chị tạo link affiliate. Thì đầu tiên để mà tạo link thì anh chị sẽ vào trong cái trang là siêu trí nhớ học đường .vip dấu xịt cộng tác viên. Thì ở giữa mỗi cái chữ cộng tác viên nó có cái dấu gạch như thế này đây. Thì đây là cái đường link của nó ha. https 2.2 dấu xịt. À, đây là cái đường link của affiliate. Cái link này thì anh chị đã được gửi sẵn để anh chị đăng ký rồi ha. Khi anh chị đăng ký tài khoản và được duyệt xong á, thì anh chị sẽ vào cái phần đăng nhập ở đây. Chị vào phần đăng nhập, anh chị sẽ gõ cái email nha. Chỗ này là email của mình. Với các anh chị em đại lý á, hoặc là thầy cô, quý thầy cô á, thì được cấp sẵn bằng email và mật khẩu là từ 1 đến 9. Thì anh chị đại lý và thầy cô mình đăng nhập vô và mình thay đổi cái mật khẩu lại. Còn anh chị em cộng tác viên á, thì chỗ này là cái mật khẩu mà lúc mình đăng ký cái tài khoản như thế nào thì mình gõ cái mật khẩu đúng như vậy. Nếu anh chị em quên á, thì anh chị sẽ bấm vào đây nè, một chỗ là quên mật khẩu để mình lấy lại mật khẩu. Còn trong tình huống mà mình chưa có đăng ký luôn thì mình bấm đăng ký tài khoản. Đăng ký một lần thôi và chúng ta sẽ sử dụng suốt luôn ha. Mình nhập email, mình nhập mật khẩu. Đó, khi mà đăng nhập vô anh chị sẽ thấy thế này. Nó hiện lên cái màn hình thông báo, nó cũng nhắc đi nhắc lại cái chính sách của mình để cho mình hiểu chính sách ha. Nó có những link hướng dẫn. Đó. Thì anh chị bấm ra bên ngoài đây để mình tắt cái màn hình thông báo nè. Ở khi anh chị đăng nhập thì anh chị đăng nhập xong anh chị thấy không? Nó có cái nhấp nháy liền. Hồi nãy nó không có cái nhấp nháy này đúng không? Đó. Thì bây giờ anh chị muốn lấy cái mã số ID, mã số mà affiliate của mình á, thì rất là đơn giản là anh chị cứ bấm vô đây. Bấm vô. Thì cái đuôi này nè, cái đuôi này chính là cái mã số affiliate của mình. Nha anh chị, cái đuôi cuối cùng đó đây. Và với anh chị mà được hướng dẫn cái cách copy paste á, thì anh chị cái cấu trúc copy của mình chính là cái đoạn này. Rồi đến đây anh chị hiểu chưa ạ? Nếu mà hiểu thì mình gõ tôi hiểu ở bên dưới cái video này đi ạ. Và trong sẽ mở qua cái chỗ này để mình xem lại nha. Anh chị tạo cái link affiliate bằng cái cách cực kỳ đơn giản, đó là copy và dán. Thì cái tài khoản là mình đăng ký lần đầu là xong rồi. Bây giờ mình copy và dán thì nó có, thứ nhất đó là cái mã affiliate, là cái mã mỗi người có một mã duy nhất. Và mình, anh chị nhớ là cái cấu trúc copy nha, cái cấu trúc copy. Mình copy để mình dán vào bất kỳ cái đường link nào. Thì với siêu trí nhớ học đường .vip thì anh chị chỉ việc là copy cả cái cấu trúc này, anh chị dán thì nó thành cái link riêng của mình ở đây. Trong qua thêm một ví dụ thứ hai để cho anh chị hiểu rõ hơn. Đó là anh chị sẽ cấu trúc của mình đây. Đúng không? Cái mã affiliate của mình phía sau. Như vậy thì cái ví dụ này á, ở đây là một cái chương trình hoàn toàn mới luôn. Anh chị được gửi cái đường link ở trong nhóm Zalo, cộng tác viên hoặc là đại lý. Thế là anh chị copy dán như thế nào? Cái mã số cộng tác viên của mình là có rồi đây. Còn cái cấu trúc mà anh chị copy dán chính là nó nguyên cái cấu trúc này nha. Nguyên cái cấu trúc ở phía sau. Và anh chị chỉ việc copy nguyên cái cấu trúc này, mình dán liền sau cái đường link mình được gửi trong Zalo á. Đó, anh chị thấy chỗ này chưa? Đây. Đó, thì anh chị copy nguyên cái cấu trúc này, anh chị dán liền vào bất kỳ cái đường link nào ở trên trang siêu nhớ học đường .vip thì nó lập tức thành cái link riêng của mình. Và khi mà khách hàng người ta click vào đường link này, người ta đăng ký thông tin, thì trong cái hệ thống báo cáo kết quả ở đây nó sẽ ghi nhận đó là khách hàng do anh chị giới thiệu. Và anh chị truy cập vào cái đường link này, anh chị sẽ xem cái báo cáo. Và cái đường link này thì nó cũng nằm ở bên đây. Anh chị vào bên đây ha. Anh chị sẽ thấy cái đường link nằm sẵn ở đây. Anh chị không cần phải nhớ gì cả. Rồi tóm lại là mình đăng nhập xong. Mình bấm vào cái chỗ đây. Đó, anh chị sẽ thấy được mã số và cái cấu trúc copy của mình nó có sẵn luôn. Cấu trúc copy dán của mình chính là cái đoạn phía sau đây. Anh chị dán vào bất kỳ cái đường link nào thì nó thành cái đường link riêng affiliate của mình. Ví dụ như trong tình huống trên màn hình anh chị nhìn thấy,
Thì đây là cái link tuyển cộng tác viên. Anh chị thấy cái đoạn nè, link này tuyển cộng tác viên. Thì anh chị em đại lý chỉ cần đăng nhập vô và copy cái đoạn này, đúng không ạ? Copy toàn bộ cái link này gửi đi cho các cộng tác viên của mình đăng ký. Thì hệ thống nó sẽ ghi nhận đây là những cộng tác viên mà đăng ký làm cùng với anh chị. Đó. Còn một cách thứ hai nữa, đó là anh chị sẽ lấy cái đường link mà không cần copy dán ở trên điện thoại. Thì copy dán nó sẽ hơi khó hơn trên máy tính, đúng không ạ? Mặc dù là Trong đã làm một cái file để mà làm file mẫu sẵn, anh chị chỉ việc là dán thôi, copy và dán thay thế cái mã số của mình vào. Tuy nhiên có một số anh chị phản hồi nói là tôi làm trên điện thoại cho nên cái việc copy dán nó khó quá. Thì thế là anh chị cũng sẽ làm cách hai như thế này. Đó là anh chị cũng phải bấm vào cái đường link cộng tác viên ở đây. Anh chị cũng đăng nhập vô giống như thế này, đúng không? Thì anh chị lập tức anh chị sẽ thấy cái mã số nó nhấp nháy ở đây. Đó, chỗ này nó cũng nhấp nháy trên điện thoại thế này. Với trên điện thoại á, thì nó không có show các menu ra thế này đâu. Mà anh chị sẽ trên một cái góc như thế này nè. Anh chị bấm vô. Khi anh chị bấm vô xong á, thì nó có menu nó sổ ra về đây. Thì bây giờ anh chị muốn chia sẻ siêu nhóm đường thì anh chị bấm vô siêu nhóm đường. Mà thật ra là anh chị ở trên cái điện thoại á, thì anh chị cũng copy và dán được. Đó là mình vô trong nhóm Zalo á, cái nhóm Zalo thì mình có cái đường link rồi. Thì mình lưu lại cái cấu trúc copy dán anh chị. Cái cấu trúc copy dán chính là cái cấu trúc này nè. Rồi nhắc lại là nguyên đây là nguyên cái cấu trúc copy dán nha. Đó, anh chị cứ copy dán thôi. Nhiều khi mình chưa có rành á, mà mình làm những cái nó có vẻ như là liên quan về kỹ thuật một tí xíu á, thì anh chị rất là ngại. Đó. Thì nãy là trong click vào cái menu xong sẽ ra cái chương trình là giới thiệu siêu nhóm đường đây. Thì anh chị cứ trên điện thoại hay trên máy tính bất kỳ nó cũng có cái nhấp nháy này, anh chị bấm vô. Đúng không? Thì nó ra cái đường link chỗ này. Đó, và anh chị để ý đây nha, anh chị xem nè. Cái cách làm này hay là cái cách copy và dán hồi nãy thì nó hoàn toàn giống nhau. Anh chị sẽ thấy là cái đoạn đầu và nó cũng gắn với cái dấu hỏi cộng với cái đoạn ở phía sau là cái cấu trúc copy dán của mình. Chị thấy không ạ? Đó, và anh chị muốn gửi cho khách hàng, anh chị cứ việc là copy nguyên cái đường link này. Anh chị gửi cho khách hàng, gửi qua Zalo, gửi tin nhắn, đăng Facebook. Còn trong tình huống là anh chị tự đăng ký thì anh chị cũng copy cái đường link này nè. Anh chị làm bằng cách copy dán hoặc anh chị là làm bằng cách chia sẻ này đều được hết. Và anh chị sẽ dán cái đường link lên trên một cái trình duyệt mới. Anh chị mở một cái trình duyệt tab mới đàng hoàng. Anh chị dán lên. Anh chị enter. Tức là mở nó lên á. Mở nó lên. Đó. Thì khi mở nó lên nó luôn luôn nó gắn cái mã số phía sau, anh chị thấy chưa? Nó có cái mã số phía sau. Thế anh chị chỉ việc là bấm vào đăng ký. Mình bấm đăng ký. Thì khi mình đăng ký thì hệ thống nó ghi nhận đây là mình do mình tự mua, nó ghi nhận tên thông tin của mình luôn. Đó, mình bấm đăng ký. Ví dụ mình muốn đăng ký gói VIP thì mình bấm vào đây mình đăng ký. Mình muốn đăng ký gói 1 năm thì mình bấm vào đây mình đăng ký. Đó, nó hiện show lên đây cho mình gõ thông tin mình đăng ký. Và với khách hàng thì khách hàng họ cũng tự click vào cái đường link của mình thì nó cũng gắn cái mã số như thế này. Thế là khách hàng tự điền thông tin thì trên hệ thống nó ghi nhận đây là cái khách hàng mà do anh chị đại lý và cộng tác viên giới thiệu. Rồi thì đây là hai cái cách mà anh chị tạo cái đường link affiliate rất là dễ dàng. Và sắp tới thì Trong sẽ nâng cấp cái hệ thống này lên để cho anh chị không có còn phải copy hay là dán gì nữa, mà là khi mình đăng nhập vô, mình đăng nhập vô cái hệ thống đó anh chị, mình đăng nhập vô là nó có luôn cái link nó tạo sẵn luôn, thì anh chị chỉ việc là copy cái link tạo sẵn ở trên đó và anh chị chỉ gửi đi thôi, thì mình đỡ luôn cái công là mình khỏi copy và dán luôn. Như vậy thì mọi việc của mình nó càng ngày nó càng đơn giản hơn nha. Rồi anh em đại lý và cộng tác viên nhớ là mình chúng ta follow những cái chương trình đào tạo để mình theo dõi, mình học để mình biết cái cách mình làm. Bởi vì mặc dù khi mà anh chị đã có cái đường link này xong rồi, có cái mã số này xong rồi, nhưng mà câu hỏi đặt ra là làm thế nào để mà cái đường link này đây được nhiều người tiếp cận, nhiều người click vào để xem, đúng không ạ? Chứ còn mình có đường link này mà anh chị cũng không có chia sẻ cho ai, không đăng Zalo, không đăng Facebook, không có tạo nhóm để hỗ trợ phụ huynh,
thì anh chị không có một cái danh sách khách hàng để mình phục vụ, thì làm sao mà có ai để click vào cái đường link để mà đăng ký mua, đúng không ạ? Bởi vậy rất là nhiều anh chị cũng đã tạo link đăng ký từ đầu rồi, nhưng mà không có cái số lượng khách hàng mua nhiều, tại vì cái danh sách khách hàng tiềm năng mà anh chị phục vụ nó rất là ít. Và chúng ta có rất là nhiều cái chương trình đào tạo và hỗ trợ cho cộng tác viên đại lý để mà anh chị tạo lập được một danh sách khách hàng tiềm năng. Rồi, anh chị có cái câu hỏi thắc mắc nào thì anh chị cứ comment bên dưới cái video này, và các cái đường link đăng ký cộng tác viên hay là cái đường link mà xem báo cáo thì Trâm cũng để ở trong cái mô tả của video. Rồi, anh chị sẽ đăng ký vào và tạo cái link affiliate riêng của mình nha. Rồi, xin chào.